Trạch Thiên ký quyển một chương 30, sách cũ thay trang mới. Ngay sau đó, đạo thanh âm kia lại vang lên. Vẫn là bốn chữ, bốn viên tinh thần, một cái phương vị. Túc Xu, đàn vệ. Phong Vũ Tiên trong tay lạc lạc, nghe âm thanh mà theo phương vị, toàn bộ mưa và gió ngưng thành một đường thẳng tắp, đến từ Trung Sơn kiếm ý, ngưng tụ thành mưa gió, phản phất không để ý tới thời gian, chính xác đâm trúng vào điểm kia giữa bầu trời. Chỉ có đêm đen nhánh, không có gì cả, nhưng khi phong vũ tiên đâm trúng, lại bắn ra một tia huyết thủy, cùng với một tiếng trên rỉ. Cùng tiếng đau đớn khiếp sợ và tức giận lúc trước hoàn toàn không giống, tiếng trên này còn kèm theo ngơ ngác, thậm chí mơ hồ còn có chút sợ hãi. Lạc lạc cảm giác chân nguyên của mình ở trong thân thể lưu chuyển với tốc độ cao, rõ ràng không chảy qua các kinh mạch như trong kiếm quyết yêu cầu, nhưng như cũ có thể điều khiển thanh roi trong lòng bàn tay, thậm chí so với thời điểm bình thời luyện tập càng thêm chân thực. Điều này làm cho nàng cũng không thể hiểu nổi, nhưng lại càng thêm mừng rỡ. Trong đoạn thời gian kế tiếp, đạo thanh âm kia không ngừng vang lên, có đôi khi chính là kiếm quyết Trung Sơn Phong Vũ kiếm, nói cho nàng biết nên dùng chiêu thức nào, có đôi khi giải thích phương pháp vận hành chân nguyên, nhưng rõ ràng bất đồng với kiếm quyết giải thích, mà phần nhiều là nhắc đến tên các tinh thần trên bầu trời. Nghe đạo thanh âm kia, Lạc Lạc cảm thấy như khi còn nhỏ, phụ thân ở trên thạch bình nơi đỉnh núi chỉ vào mây bay trên trời dạy mình phương pháp chiến đấu, tâm tình của nàng càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng tỉnh táo, căn bản không cần suy tư, thần thức cứ tùy ý lưu chuyển. Phong vũ tiên trong tay gào thép lao ra như một thanh trường kiếm sắc bén chí cực, không ngừng đâm tới trong bóng đêm. Ba 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 ba, trong bóng đêm nhìn như không có vật gì, vang lên vô số tiếng va chạm, đó là thanh âm phong vũ tiên bền bỉ rơi trên cơ thể, sau đó có vài chục khối vải rách phất phới theo gió, rơi vào trên mặt đất, vải rách đều là màu đen suy 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 phong vũ tiên bay múa đã bị nhuộm đỏ phần đầu vô số đạo máu tươi từ trong bóng đêm phun ra nhưng lại không thấy người bị thương tựa như có một chiếc bút vô hình đang nhúng vào chu sa đang viết cuồng thảo hình ảnh cực kỳ quỷ dị một tiếng quát vang thống khổ mà tức giận vang lên tên ma tộc cường giả kia cuối cùng không cách nào ẩn nặc hành tích của mình từ trong bóng đêm rơi xuống hai chân mới vừa chạm đất đã lăn trên đất mấy vòng cuối cùng lui tới ven hồ mới dám dừng lại. Trên người ma tộc cường giả khắp nơi đều là vết thương do phong vũ tiên gây ra, càng không ngừng phun đầy máu, hắc bào đã sớm biến thành vải rách, xốc xếp bám vào trên người, nhìn cực kỳ chật vật thê thảm, làm gì còn uy thế trước đây. Hắn từ trong bóng đêm bị bước ra ngoài, ý niệm đầu tiên chính là lui về phía sau, cách phong vũ tiên càng xa càng tốt, ở trong quá trình chật vật lui về phía sau, còn không quên rút ra pháp khí cắm trên mặt cỏ, bởi vì hắn lúc này đã sắp hồn phi phách tán. Hắn giống như con chó đứng ở ven hồ, tay phải cầm lấy pháp khí che chắn đỉnh đầu, thanh âm tựa như ống bể, khàn khàn khó nghe cực kỳ, bên trong tràn đầy cảm xúc khiếp sợ, tức giận, oán độc cùng với sợ hãi, bởi vì hắn đến bây giờ còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Ai? Là ai? Đi ra cho ta. Có thể được Hắc Bào quân sư tín nhiệm, nhận sứ mạng quan trọng như thế, bởi vì công pháp mà tên ma tộc cường giả này am hiểu chính là tuyệt học trong Tuyết lão thành, cực kỳ am hiểu ẩn nặc, như thế mới có thể sinh tồn trong thế giới loài người, đồng thời cũng vì hắn có ý chí cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối không vì thất bại nhất thời mà rầu rĩ, nhưng chuyện đã xảy ra tối nay hoàn toàn vượt qua trình độ hắn có thể thừa nhận, đã sắp phá hủy ý chí của hắn. Bởi vì ẩn nặc hành tung mà hắn cho rằng mình am hiểu nhất, lại bị đối phương khám phá hoàn toàn địch nhân thủy chung không hiện thân kia nhưng lại đối với công pháp của hắn rõ như lòng bàn tay có thể đoán được hắn một khắc sau sẽ xuất hiện tại nơi nào điều này sao có thể ngươi rốt cuộc là ai lăn ra đây cho ta tên ma tộc cường giả này nhìn quốc giáo học viện bốn phía đen nhánh lại nhìn hướng ngọn đèn hôn ám bên ngoài tàn thư quán nhớ tới chính mình đã quên bất thứ gì trên mặt tràn đầy máu tươi toát ra tâm tình bất an cực độ mãnh liệt thanh âm run rẩy vô cùng lợi hại ánh sáng trên bãi cỏ ngoài tàn thư quán trở nên sáng ngời, bởi vì cửa đã mở ra. Ngay sau đó, ánh sáng lại trở nên tối sầm, bởi vì có người bước ra. Một vị thiếu niên đứng trên thềm đá. Hắn mặc đạo bào cũ, tay nắm lấy một thanh đoạn kiếm. Sắc mặt hắn trắng nhợt, có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt kiên định, không có ý tứ lùi bước. Trần Trường Sinh từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong tàn thư quán. Những ngày qua, hắn đều ở trong tàn thư quán hắn đang dẫn tinh quang tẩy tủy sở dĩ từ trong trạng thái minh tưởng thức tỉnh không phải bởi vì trận chiến đấu kịch liệt ngoài tàn thư quán mà bởi vì ma tộc cường giả sử dụng pháp khí tựa như quấy nhiễu tinh quang từ trong bầu trời chiếu xuống hắn đi tới bên cửa sổ mới phát hiện một hồi chiến đấu kịch liệt đang diễn ra dưới bóng đêm của quốc giáo học viện hắn không biết tiểu cô nương kia là ai nhưng thấy được đôi ma giác của tên nam tử cho nên rất tự nhiên hiểu được mình nên đứng về phe nào sau đó ma tộc nam tử biến mất trong bóng đêm trường tiên trong tay tiểu cô nương kia lặng yên không một tiếng động triệu hồi mưa gió đầy trời thời điểm ban đầu căn bản hắn không nghĩ là mình có năng lực trợ giúp tiểu cô nương kia bởi vì hắn ngay cả tẩy tủy cũng không thể thành công mà tiểu cô nương kia cùng ma tộc nam tử hiển nhiên đều là nhân vật cực kỳ lợi hại hắn đứng trong góc bên cửa sổ lặng yên quan sát chiến đấu cổ vũ tiểu cô nương cố gắng lên không hề lên tiếng bởi vì hắn không muốn mang đến biến số cho cuộc chiến đấu này không muốn bởi vì sự hiện hữu của mình làm cho tiểu cô nương kia phân tâm ma tộc tự nhiên không để ý tới chết sống của một người bình thường nhưng tiểu cô nương kia có thể sẽ để ý cho dù là chi tiết nhỏ như vậy hắn cũng không bỏ qua vì hắn là người rất tỉ mỉ nhưng sau đó một khắc hắn lại giật mình phát hiện chính mình tựa như có thể thay đổi được cuộc chiến đấu này Trường tiên mà tiểu cô nương kia cầm trong tay rõ ràng là vật phi phàm, nhưng nàng không dùng tiên pháp, mà là kiếm pháp. Trung Sơn Phong Vũ Kiếm Trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn, Trần Trường Sinh đã từng xem bộ kiếm quyết này, hắn nhớ rất rõ ràng, nó nằm ở quyển thứ tư của Ngự Hoa Kinh. Dĩ nhiên, kiếm quyết này phần nhiều tồn tại qua lời miêu tả tranh luận nhận xét của các hiền giả đạo gia, cho đến vài ngày trước, hắn ở tàn thư quán tìm được bộ sách tương ứng, mới hiểu được thì ra những câu miêu tả này chính là phương pháp vận hành chân nguyên cùng với chiêu thức tuyệt diệu khó tả. Bộ kiếm quyết này, hắn có thể đọc thuộc lầu lầu, cộng thêm với những ngày qua ôm lại, tự nhiên có thể nhìn ra được trong lúc tiểu cô nương kia vận tiên sử dụng kiếm pháp, chỉ có hình dạng của Trung Sơn Phong vũ kiếm, nhưng lại không nắm được chân nghĩa bên trong, hơn nữa phương thức thúc dục chân nguyên của nàng rõ ràng có chút vấn đề. Nếu không sẽ không trút trắc đến thế. Đúng vậy, trong thân thể của hắn không hề có lấy một giọt chân nguyên nhưng hắn đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp vận hành chân nguyên kiến thức tu hành có được trong những ngày qua ở tàn thư quán cùng với trong đầu đem ra đối chiếu hắn muốn đột phá hạn chế của kinh mạch để điều khiển chân nguyên vì thế đã đưa ra nhiều loại giả thiết chính đoạn kinh mạch của hắn không thể nối liền nếu như hắn muốn tu hành phải tìm được một phương pháp mới hắn không biết phương pháp này có hữu dụng hay không có thể ngự sử chung sơn phong vũ kiếm hay không bởi vì hắn chỉ là người bình thường không có chân nguyên, nhưng lúc đó tiểu cô nương kia đã bị thương khắp người, chốc lát sẽ chết đi, hắn phải đánh cuộc một lần, hy vọng có thể giúp được đối phương. Chính là câu nói kia. Thiên Tinh Ánh Vũ, chân nguyên tùy ý, Bình quản Huyền Kiên, Phong Vũ Liễm. May mắn chính là tiểu cô nương thi triển Trung Sơn Phong Vũ kiếm gặp phải vấn đề vận hành chân nguyên, cùng tình trạng của hắn vô cùng tương tự. Càng may mắn chính là, tuy nàng không biết Trần Trường Sinh là ai, nhưng trong vô thức nghe theo ý kiến của hắn. Mà may mắn nhất chính là, Trần Trường Sinh đưa ra giả tưởng, ở trên người của nàng đã thành công. Trung Sơn Phong vũ kiếm, cuối cùng đã phát huy uy lực chân chính. Nhưng làm sao ngươi biết được ta ở nơi nào? Ven hồ, ma tộc nam tử cả người là máu quan sát Trần Trường Sinh, tức giận mà ngơ ngác nói. Phong vũ tiên uy lực kinh người, nhất là sau khi tiểu cô nương được Trần Trường Sinh chỉ điểm, có thể sử dụng chân nguyên thi triển chung sơn phong vũ kiếm Như vậy chỉ cần có thể phát hiện vị trí của tên ma tộc cường giả này Nhất định có thể đã thương đến hắn Vấn đề quan trọng nhất chính là làm sao Trần Trường Sinh có thể tìm ra hành tàng của hắn Sóc tuyết, mai bộ, hơn 3.000 phương vị Những điểm này cũng cần phải học thuộc thật kỹ Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh tiểu cô nương Đem đoạn kiếm dơ ngang trước ngực Nhìn ma tộc cường giả phía xa, thần sắc rất cảnh giác nói chuyện cũng rất tự nhiên trước kia ta không biết đây là gia thức bộ nhưng ta đã từng học thuộc đúng vậy đây chính là thân pháp quỷ bí nhất của ma tộc gia thức bộ mượn bộ pháp này có thể ở trong phạm vi nhất định qua lại tự nhiên mà quan trọng hơn có thể mượn phong tuyết thiên cơ ẩn giấu trong thân pháp giấu giếm hành tung của mình cho dù là nội bộ ma tộc loại thân pháp này cũng là bí mật bất truyền nhưng từ khi còn rất nhỏ Trần Trường Sinh đã đem hơn 3.000 phương vị cùng với thứ tự trong đó, đã học thuộc lòng toàn bộ. Khi đó, hắn cho là mình đang đọc một quyển tuyên giáo tiểu thuyết tên là Kinh Hoa Mê Yên Lục. Cho đến 8 ngày trước, ở tàng thư quán hắn thấy một quyển thực lục mà quốc giáo tiền bối ghi lại đối chiến với ma tộc cường giả, đem hai bên so sánh, mới hiểu được cuốn tiểu thuyết kia trên thực tế là một quyển công pháp bí kíp. Cho nên ngươi đang nói dối, ngươi không phải là người ma hà, ngươi không phải họ ma hà trần trường sinh nhìn ma tộc nam tử nghiêm túc nói ngươi là gia thức tộc nhân ngươi họ gia thức ma tộc cường giả giật mình sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi quả thật quá nhiều chuyện hắn không ngờ tới hắn vốn tưởng rằng thiếu niên trong tàn thư quán đối với kế hoạch tối nay không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì thiếu niên kia còn chưa tẩy tủy thành công không thể ngờ được thiếu niên kia lại suýt nữa phá vỡ bố cục do hắc bào quân sư bày ra hắn không ngờ nhất chính là thiếu niên kia còn để ý tới một lời nói dối không liên quan tới đại cục của mình điều này làm hắn rất buồn bực rất biệt khuất sau đó hắn bắt đầu thương cảm lẩm bẩm nói quân sư đại nhân quả nhiên có trí tuệ vô thượng hắn đã tính đến ta không muốn chết muốn dùng thánh khí che chở chính mình rời đi cho nên hắn an bài một người kỳ quái như ngươi xuất hiện trần trường sinh không hiểu được ý tứ của hắn dịch lên phía trước mặt của tiểu cô nương tận lực đưa nàng che chắn phía sau mình Ma tộc nam tử trên mặt bi thương, tiếp tục nói, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, nên ta không thể giết chết nàng, chỉ có thể dùng tới thánh khí, cho nên ta cũng phải chết theo, đây chính là ý chí của quân sư đại nhân, không ai có thể kháng cự được. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất an, tay nắm chui kiếm chặt hơn. Ma tộc nam tử đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh cảm khái nói, thiếu niên, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nghĩ tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một người cực kỳ tài giỏi, đáng tiếc tối nay ngươi sẽ phải chết cùng ta nói xong câu đó hắn giơ lên pháp khí trong tay theo động tác của hắn một đạo khí tức cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống vô số thiết phiến rất nhỏ từ trong bóng đêm bay về đạo bình chướng vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài đã biến mất không còn một cái lưới lớn màu đen khổng lồ phủ xuống mặt đất quốc giáo học viện yên la lạc lạc sắc mặt trắng nhợt lẩm bẩm nói Xếp hạng 19 trong bách khí bản, Yên La Ma tộc thánh khí Tinh đồn là ma quân đời thứ nhất lúc săn thú dùng làm lưới săn Một khi rơi xuống, thiên địa đều bị giam cầm Không có gì có thể phá nổi Chính là thần binh yêu kiếm nổi tiếng đều không thể phá Theo đạo lý mà nói, ma tộc pháp khí cường đại như thế Ở trên bách khí bản phải xếp hạng cao hơn một chút Ít nhất không nằm sau phong vũ tiên nhưng bởi vì người tạo ra bách khí bản là thiên cơ các của thế giới loài người khó tránh khỏi có chút chèn ép nguyên nhân quan trọng hơn là yên la đã từng bị hao tổn nghiêm trọng nghe nói trong quá khứ xa xôi yên la tên thật hẳn phải gọi là diêm la lại bị một tuyệt thế cường giả thực lực cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng phá hủy không còn mạnh mẽ như trong tay ma quân đời thứ nhất nữa cho nên mới đổi tên là yên la nếu như còn là diêm la trạng thái hoàn hảo một khi thi triển ra có thể dễ dàng đem người trong lưới hóa thành hư vô hiện tại yên la bị hao tổn nghiêm trọng cũng có thể ngăn cách thiên địa nhưng nếu như muốn dùng để công kích thì cần người sử dụng lấy tính mạng của mình ra huyết tế đây cũng là nguyên nhân ma tộc nam tử ban đầu không chịu dùng pháp khí này để công kích cho đến khi trần trường sinh một lời kinh phong vũ hắn bị thương nặng biết không thể hoàn hảo không tổn hao gì giết chết lạc lạc mới không còn cách nào khác sử dụng pháp khí này bị buộc phải lao vào tử vong tự nhiên có chút bi thương. Nhìn lưới lớn màu đen sắp phủ xuống mặt đất, Lạc Lạc rất khiếp sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhận ra cái lưới này, biết được Yên La cho dù không còn uy lực kinh khủng như trong quá khứ, cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản nổi. Phong Vũ Tiên của nàng khẳng định không cách nào ngăn trở. Chỉ có Sương Dư thần thương trong truyền thuyết mới có thể phá, nhưng thần thương ở trong hoàng cung, sao có thể đến giúp đây? Nàng ngẩng đầu nhìn về lưới đen trong bầu trời phong vũ tiên trong tay đâm ra như điện, mang theo mưa gió gào thét mà đi. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên. Phong vũ tiên như dao xà bị tia chớp đánh trúng, xương cốt vỡ thành vô số đoạn, u ám rút lui. Một đạo lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng, theo chui roi truyền vào thân thể nhỏ bé của nàng. Phù một tiếng vang lên, nàng miệng phun máu tươi, té xuống phía sau. Tối nay trận khổ chiến này, đối với một tiểu cô nương 14 tuổi mà nói, thực sự tiêu hao quá lớn, lúc này nàng đã không thể chống chọi nổi, trước mắt mơ hồ, sắp hôn mê, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là thiếu niên kia đã rút đoạn kiếm, đâm về phía bầu trời. Thanh kiếm kia thật ảm đạm, thật bình thường, hơn nữa còn rất ngắn. Thiếu niên giơ cao tay, hướng phiến lưới đen như cả tinh không đâm tới. Động tác của hắn có chút chậm chạp, làm cho người ta cảm thấy bi thương. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cảm giác như không thật, làm người ta tuyệt vọng giống như muốn giơ cánh tay ngăn cản một cỗ xe ngựa đang điên cuồng lao tới tựa như một quả trứng chim từ trên cam lộ đài rơi xuống đập vào mặt đất kiên cố lạc lạc cảm thấy thật xin lỗi nếu như không vì mình hắn sẽ không chết đi sau đó nàng ngất đi suy một thanh âm vang lên tấm lưới đen tựa như không thể phá vỡ bỗng nhiên rách ra một đạo cái khe gió đêm đã bị ngăn cách thật lâu mãnh liệt rót vào trong lưới sau đó là tinh quang chân thật như thác nước đổ vào. Sâu trong tinh quang đầy trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây rừng rực như lửa, đoàn mây đỏ này chẳng biết xuất hiện lúc nào, trong nháy mắt rơi vào trung tâm quốc giáo học viện, cỏ xanh trên bãi cỏ quắt đi, lá trên cây hòe khô héo cuộn vào, nhiệt độ không ngừng đẩy lên cao. Đó là một con hỏa vân lân. Hỏa vân lân vó trước đạp vào ngực ma tộc cường giả, chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng giòn vang, ma tộc cường giả xương ngực vỡ vụn, máu tươi cùng phun, thân thể rơi vào trong sân cỏ, tay phải như cũ nắm thật chặt pháp khí. Lại nghe một tiếng lệ vang. Một đạo ánh đao rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm trong quốc giáo học viện. Cánh tay phải cùng với huyết thủy của ma tộc cường giả vọc lên, bắn vào trong hồ nước xa xa. Phía trên hỏa vân lân là một trung niên nam tử, cả người mặc giáp, giáp cũng là màu huyết sắc đỏ sẫm, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống quan sát người này. Ma tộc cường giả trong mắt hiện lên tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, thì ra là ngươi, khó trách có thể phá được yên la. Đại chu ngự thiên thần tướng Tiết tỉnh xuyên, lấy hỏa vân lân làm tọa kỵ, cầm huyết quan thần đao. Hắn rất được thánh hậu tín nhiệm, chấp trưởng đại chu cấm quân đã nhiều năm. Đại lục 38 thần tướng, xếp hạng thứ hai. Gia thức đàn luật, quả nhiên ngươi trốn ở trong kinh thành. Tiết tỉnh xuyên nhìn người kia cả người đầy máu nằm dưới chân tọa kỵ của mình, mặt không chút thay đổi nói, dĩ nhiên, ngươi không có tư cách để cho bổn tướng tìm kiếm thời gian dài như vậy nhưng ta rất muốn biết sau khi ngươi bị đưa vào thanh lại ti còn có thể không nói ra tung tích hắc bào hay không ma tộc nam tử kia gọi là gia thức đàn luật hắn vốn đã tuyệt vọng nghe được câu này mới biết loài người muốn từ trên người mình tìm kiếm tung tích của quân sư đại nhân càng thêm tuyệt vọng khi hắn phát hiện mình ngay cả tự sát cũng không làm được lúc này đã tuyệt vọng cực độ cường giả chân chính là gì Tiếp tỉnh xuyên chính là cường giả chân chính. Ở trước mặt của hắn, người muốn chết cũng không chết được. Sưu 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 sưu, quốc giáo học viện vang lên vô số tiếng xé gió, trong bầu trời đêm mơ hồ còn có thể thấy vài tòa phi liễn đang nhanh chóng tới gần. Cuộc chiến đấu này phát sinh ở địa phương quá gần Hoàng Cung, sau khi Yên La bị phá, tự nhiên kinh động đến vô số người. Tiếp tỉnh xuyên các cường giả chạy tới trước tiên, sau đó cấm quân cùng với cao thủ trong cung, cũng vội vàng chạy tới trong bóng đêm có vô số bóng người bay qua tường viện xuất hiện ở nơi này những người đó nhìn hình ảnh trong tràng khiếp sợ dị thường căn bản không để ý tới tên ma tộc nam tử bị tiết tỉnh xuyên chế trụ trực tiếp chạy như điên đến trước mặt của lạc lạc nhanh chóng đem nàng mang đi tiết tỉnh xuyên biết thân phận của những người này cũng không ngăn cản có thể ở trong kinh đô tìm được gia thức tộc nhân cực kỳ giỏi ẩn nặc trong ma tộc hơn nữa còn bắt sống nhờ vậy có thể đến gần với tên ma tộc quân sư thần bí kia điều này làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Chẳng qua là câu nói của gia thức đàn luật trước khi bất tỉnh. Tiết tỉnh xuyên khẽ cau mày, hắn biết rõ, lúc chính mình chạy tới, Yên La đã phá. Có cấm quân đem ma tộc nam tử cấm chế, kéo vào trong bóng đêm, đợi chờ hắn đúng là kết quả cực kỳ bi thảm. Hỏa vân lân chậm rãi dẫm chân tại chỗ xoay lại, hắn nhìn thiếu niên cách đó không xa, mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi là ai? Trần Trường Sinh còn nắm thật chặt thanh đoạn kiếm, có chút không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy câu này, hắn mới giật mình tỉnh lại, đem đoạn kiếm thu vào trong vỏ, nói, "Ta là học sinh nơi này." Tiết Tĩnh Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ thiếu niên tầm thường này chính là tân sinh của Quốc Giáo Học viện mà mọi người đang nhắc tới. Hắn liếc mắt nhìn, liền biết thiếu niên này chỉ là người bình thường, thanh kiếm kia cũng rất tầm thường, biết tối nay hắn hẳn là bị tai bay vạ gió, đối với thiếu niên dám cầm đoạn kiếm, ngăn cản tên ma tộc cường giả kia, hắn có chút thưởng thức nhưng chẳng qua là thưởng thức mà thôi không người nào nguyện ý để ý tới quốc giáo học viện vì đó là một địa phương bị nguyền rủa hắn cũng không muốn để ý có người tiến lên xác định thân phận của trần trường sinh hỏa vân lân đạp đất bay lên ngự tinh hà mà đi không lâu sau liền biến mất ở hoàng cung trần trường sinh nhìn hình ảnh này rất rung động sáng sớm ngày hôm sau thời điểm rất sớm lạc lạc đã tỉnh lại Thân thể của nàng vốn không giống người thường Đêm qua chủ yếu là do tiêu hao quá nhiều Cũng không phải bị thương Tinh thần đã sớm khôi phục 10 phần Nhưng nàng không có rời giường Nàng mở mắt thật to Nhìn tấm màn thuê hoa xinh đẹp trên giường Nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua Nhất là hình ảnh trước khi mình hôn mê Có chút sợ run. Lưới lớn khổng lồ rơi xuống Tựa như trời sập Thời điểm nàng cho là một khắc sau nàng sẽ chết đi Nàng nhìn thấy thiếu niên kia đứng phía trước của mình cầm lấy đoạn kiếm nên đón. Phụ thân trước kia đã nói, trời sập sẽ có người thay ngươi đỡ, những lời này làm cho nàng cực kỳ không vui, bởi vì nàng cảm thấy lời này là phụ thân trêu đùa mình quá thấp, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình nhỏ bé. Thiếu niên kia thật ra cũng không cao lắm, nhưng cao hơn nàng. Cho nên khi trời sập, hắn đã thay mình cản trở. Lạc lạc không biết tại sao, cảm thấy rất vui vẻ, khanh khách nở nụ cười. Sau đó nàng nhớ tới chuyện gì, Tâm tình bị hù dọa, hô to, người đâu? Hơn 10 tộc nhân lao tới, thế tới như lửa. Nàng bất an hỏi, hắn không có sao chứ? Những người có thể đi theo hầu hạ chính mình, vô luận là nam hay nữ, cũng tất nhiên rất thông minh, nghe lời này, liền biết nàng đang muốn hỏi ai, có người bẩm, tiếc tỉnh xuyên thần tướng đêm qua kịp thời chạy tới, thiếu niên kia không bị thương. Lạc lạc vỗ vỗ bộ ngực, có chút nhẹ nhõm. Vậy thì tốt nàng tung mình rời giường nói ta đi gặp hắn một chút các tộc nhân liếc mắt nhìn nhau nhất tề quỳ xuống có người thậm chí đỏ mắt lạc lạc giật mình tỉnh lại có chút ngượng ngùng nói xin lỗi sau này sẽ không gây ra chuyện như ngày hôm qua nữa các tộc nhân cảm thấy rất an ủi tiểu điện hạ rốt cuộc đã trưởng thành rồi sao nhưng ta phải đến gặp hắn lạc lạc nhìn các tộc nhân rất chân thành nói hắn là người rất quan trọng đối với ta nghe xong những lời này trong phòng nhất thời yên lặng như tờ liên tưởng đến việc đêm qua sở dĩ tiểu điện hạ len lén rời khỏi bách thảo viên cuối cùng bị ma tộc tìm được cơ hội để mưu hại cũng là bởi vì nửa đêm muốn đi gặp thiếu niên kia các tộc nhân cảm thấy rất hoảng sợ tiểu điện hạ rốt cuộc muốn trưởng thành sao ta biết việc hôm qua ta làm quả thật không ổn ta hướng mọi người xin lỗi một lần nữa nhưng hắn rất quan trọng đối với ta các ngươi không ngăn được ta cũng đừng cố gắng cản ta dĩ nhiên, ta bảo đảm không rời khỏi tầm mắt của các ngươi. Nói xong câu đó, lạc lạc đi ra khỏi phòng, trên đường tự có tỳ nữ nha hoàng đưa tới khăn thơm rửa mặt, nước để súc miệng, vừa đi nàng đối vừa nói với tộc nhân ở phía sau, cho dù muốn đi theo, cũng đừng tới quá gần, để bại lộ lai lịch của ta, để cho hắn sợ thì không tốt đâu. Ở sau lưng nàng, một trung niên nam nhân cùng một mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng nhật, bọn họ là trường sử cùng nữ quan mà bệ hạ phái tới chăm sóc cho điện hạ, lúc này nghe tiểu điện hạ nói như thế, rõ ràng chính là tình tiết thiên kim tiểu thư cùng thiếu niên thư sinh nghèo rất mùng tơi thương mến nhau trong chuyện dân gian. Tự nhiên cảm thấy bất an. Kim trường sử, làm sao bây giờ? Mỹ phụ kia thấp giọng hỏi. Trung niên nam nhân được gọi là kim trường sử kia sắc mặt xanh mét, khó nhìn tới cực điểm, các ngươi một đám phụ nhân hầu hạ bên cạnh còn không biết chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết được. Lý nữ quan, nếu như có vấn đề gì thì ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Lạc Lạc được mọi người đưa tiễn ra cửa hông của Bách Thảo Viên, mang theo đồ vật đã sớm dặn dò thuộc hạ chuẩn bị, đi lên một chiếc xe ngựa nhìn như bình thường, hướng mọi người phất phất bàn tay nhỏ bé, chính mình thì cùng xe ngựa chạy về đầu kia con hẻm, về phần những cao thủ trong tộc đã sớm âm thầm đi trước. Tiểu cô nương này làm việc thật sự có thể nói là dứt khoát mạnh mẽ. Lý nữ quan nhìn xe ngựa dần dần biến mất, giơ tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, có chút bất an, lại có chút vui mừng. đối với Kim Trường Sử ở bên cạnh nói, nếu Tiểu Điện Hạ bắt đầu biết tới tình yêu rồi, tất phải mau sớm để cho Bệ Hạ và Nương Nương được biết. Vẻ mặt của Kim Trường Sử càng thêm khó coi, nói, để cho Bệ Hạ biết Điện Hạ cùng một người tương thân tương ái, người cảm thấy chúng ta có thể sống được hay sao? Lý nữ quan nói đừng quên bệ hạ cũng cưới một nữ tử loài người đó kim trường sử tức giận nói cưới và gã nam và nữ chuyện này giống nhau hay sao lý nữ quan cười lạnh nói có bản lãnh ngươi nói thế trước mặt nương nương đi kim trường sử nghe vậy thì cứng họng tâm cũng lạnh xuống bách thảo viên cùng quốc giáo học viện chỉ cách nhau một bức tường cũ mặc dù phải đi qua bách hoa hạng cự ly cũng quá gần chiếc xe ngựa này chỉ đi một lát đã đi vào trong chiếc cửa cũ phủ đầy dây leo đi tới bên trong sân trường vẫn vắng lạnh nhưng đã có thêm sức sống. Quốc giáo học viện an tĩnh, sâu trong rừng có tiếng chim hót, mái hiên trên tiểu lâu phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh như lưu ly, sư tử đá trong đài phun nước ngoài chính lâu đã được dọn sạch sẽ, cỏ dại đã trừ, nhìn vẫn còn chút tan thương, nhưng cuối cùng không còn cảm giác hoang phế nữa. Lạc lạc dẫn dắt ngựa đi tới ven hồ, nhìn trên dấu vết khắc sâu trên bãi cỏ, nhìn cây cối ven hồ nghiêng ngã, nghĩ tới trận ám sát đêm qua nhìn như đột nhiên xuất hiện kỳ thực là ma tộc đã âm thầm sắp đặt nhiều năm đột nhiên cảm giác thân thể mình có chút hàng lãnh quốc giáo học viện an tỉnh dị thường tựa như không có người nào nhưng trên thực tế có rất nhiều cao thủ ẩn nấp có cường giả tộc nhân của nàng cũng có cao thủ hoàng cung phái tới nàng xác định an toàn của mình không có bất cứ vấn đề gì tâm tình mới dần dần buông lỏng cửa của tàn thư quán đang đóng chặt nhưng khóa thanh đồng không khóa lại nàng biết bên trong có người. Nàng hít thở sâu một lần, có chút khẩn trương, đi về phía bên kia. Trần Trường Sinh đang cầm minh hoa kinh để đọc, nhưng lại hiếm thấy mà trở nên thất thần, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Hắn tay trái khẽ vuốt vỏ đoạn kiếm, mặc nhiên hồi tưởng đến hình ảnh này, hy vọng không ảnh hưởng đến học tập của mình ở quốc giáo học viện, một ma tộc cao thủ lại ở trong kinh đô ẩn nấp thời gian dài như thế, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này thân phận tiểu cô nương bị ma tộc ám sát khẳng định không phải bình thường hiện tại nàng không có vấn đề gì đi ngay khi hắn nghĩ đến những chuyện này phía ngoài tàn thư quán bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa hắn đứng dậy đi tới cửa quán đem cửa gỗ nặng nề kéo ra sau đó nhìn thấy tiểu cô nương mà trong lòng mình vừa lo lắng tiểu cô nương này nhìn qua rất nhỏ ánh mắt phát sáng con mắt rất lớn lông mi rất dài đôi môi rất hồng rất dễ nhìn nàng mở to mắt lông mi chấp chấp nhìn thật là khả ái hắn chưa từng quen biết tiểu cô nương nào đáng yêu đến thế nhất thời có chút ngây ngẩn lạc lạc mở to hai mắt lông mi chớp động nhìn thiếu niên này tựa như ngây ngốc có chút xấu hổ lại có chút đắc ý nghĩ thầm thủ đoạn mà mẫu hậu dạy mình quả nhiên hữu dụng ngươi mạnh khỏe trần trường sinh rốt cục tỉnh lại lui về phía sau một bước lạc lạc nói ngươi mạnh khỏe trần trường sinh thật tình nói xin hỏi có chuyện gì không? Lạc Lạc rất giật mình, nghĩ thầm đêm qua đã gặp mặt, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tới làm gì? Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng chân thành của Trần Trường Sinh, nàng không tự chủ được cũng trở nên chân thành, thi lễ một cái, nói: "Đa tạ vì đêm qua ngươi đã cứu ta." Tiểu cô nương chân thành thi lễ, quả thật có chút ngây ngô, bởi vì nàng sự rất hiếm khi hành lễ với người khác nhất là sau khi rời nhà đi tới Kinh Đô, nhưng bởi vì thành thật ngây ngô, hợp với khuôn mặt dễ nhìn, đó chính là khả ái tuyệt đối, nàng lúc này quả thật cực kỳ khả ái. Trần Trường Sinh không tiện tiếp xúc da thịt với người khác phái, động tác cũng đỡ lên cũng trở nên ngây ngô, luôn miệng nói, không cần khách khí, không cần khách khí, đây là chuyện mà ta nên làm. Đây là lời khách sáo rất thường gặp, lạc lạc cũng không muốn khách sáo với hắn, đứng lên, trong mắt đen nhánh hơi đổi, hỏi, tại sao nên làm? trần trường sinh giật mình suy nghĩ một chút sau đó thật lòng giải thích ngươi nhỏ hơn ta hơn nữa hắn thuộc về ma tộc chúng ta đều là loài người như vậy dĩ nhiên ta phải bảo vệ ngươi lạc lạc nghe câu nói chúng ta đều là loài người khẽ cười cười sau đó chú ý tới một chi tiết trong câu nói này hắn nói chính là bảo vệ ngươi mà không phải cứu ngươi nhưng cuối cùng ngươi đã cứu ta nàng nhìn trần trường sinh nói ta phải dùng gì để hồi báo ngươi đây trần trường sinh thật lòng nói ngươi đã tới đây biểu lộ lòng biết ơn như vậy đã đủ rồi lạc lạc suy nghĩ một chút nhìn hắn cười cười sau đó xoay người đi ra ngoài tàn thư quán nàng xoay người không chút do dự rời đi kiên quyết dứt khoát trần trường sinh nhìn bóng lưng bé nhỏ của tiểu cô nương rất cảm khái ta nói đủ rồi chính là đủ rồi nói đi là đi người ở kinh đô làm việc thật là hào sản nhưng khi hắn ngồi xuống sàn nhà chuẩn bị đọc sách tiểu cô nương kia trở lại nàng từ trên xe ngựa cầm rất nhiều thứ đến đây sau đó bày ra trên sàn nhà trước mặt trần trường sinh đầu tiên chính là dạ minh châu viên dạ minh châu này rất lớn mặc dù không lớn như chậu nước rửa mặt nhưng tuyệt đối lớn hơn chén ăn cơm hơn nữa rất tròn bóng loáng chí cực không có bất kỳ một vết xước nào trần trường sinh nhìn dạ minh châu lăn qua lăn lại trên sàn nhà cảm thấy kinh ngạc hắn còn chưa từng nhìn thấy dạ minh châu chứ đừng nói tới viên dạ minh châu lớn như thế Hắn từng nghe nói, trên cam lộ đài trong hoàng cùng có vô số viên dạ Minh Châu rất lớn, nhưng hắn tin tưởng, dạ Minh Châu đó tuyệt đối không thể lớn như viên dạ Minh Châu này. Trần Trường Sinh chưa từng thấy dạ Minh Châu, lại biết đồ vật giống như hòn bi này là dạ Minh Châu, không phải vì hắn từ trên sách đọc những miêu tả liên quan mà hình dung ra, mà bởi vì mỗi lần lạc lạc lấy ra một vật, cũng sẽ ngây thơ chân thành giới thiệu một lần. Lạc lạc rất hào phóng, nhưng tuyệt đối không làm chuyện áo gấm đi đêm đây là ly sơn kiếm pháp tổng quyết không cần biết trường sinh tông hay thánh nữ phong chỉ cần là người dùng kiếm đều muốn học bộ kiếm quyết này chỉ là đám mang tử phía nam này thật không phóng khoáng không chịu truyền ra ngoài ta nhà ta vì lấy được kiếm quyết này đã tốn không ít công sức đâu nàng đem một cuốn sách phong cách cổ xưa đưa tới trong tay trần trường sinh không quên bổ sung phần này mới là nguyên bản cuốn hiện tại trong kiếm đường của ly sơn chỉ là bản sao thôi trần trường sinh tinh thần hoảng hốt nhìn quyển sách trong tay cảm giác nhất định mình đang nằm mơ chính mình đang cầm ly sơn kiếm pháp tổng quyết trong tay ư trên đại lục chưa từng nghe tin tức ly sơn kiếm pháp tổng quyết bị người ta đánh cấp a hoặc là nói vật này bị người nhà của tiểu cô nương này đoạt được tiểu cô nương này rốt cuộc là ai ba một tiếng trầm trọng vang lên lạc lạc đem một cái thùng nặng nề đặt trước mặt trần trường sinh khe hở trên sàn nhà cũng bị chấn động tỏa ra bụi mù cái thùng được mở ra bên trong chất đầy vàng lá nhưng đây không phải toàn bộ nàng dùng bàn tay nhỏ bé đem vàng lá gạt ra lộ ra hình dáng của đồ vật bên dưới đó là nửa hồng tinh thạch cực kỳ trân quý hiếm thấy đúng rồi ta đang ở bách thảo viên ngay bên cạnh nơi này lạc lạc từ phía sau giống như ảo thuật lấy ra một chiếc giỏ trúc nói ta cũng không biết ngươi cần thứ gì bảo người ta hái mỗi thứ một ít trần trường sinh đã bị dạ minh châu muốn kiếm quyết cộng với nửa hồng tinh thạch làm cho rung động mà chết lặng nhưng lúc này chứng chút ít dược thảo kỳ quả hiếm thấy trên thế gian bị người ta chất đống lung tung trong giỏ trúc tựa như rau dại vẫn càng thêm rung động hoàn toàn nói không ra lời lạc lạc tò mò nhìn hắn nghĩ thầm chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ nàng suy nghĩ một lát bàn tay nhỏ bé đưa đến vạt áo trái khẽ dùng sức lấy xuống một chiếc cúc áo đêm qua nàng đã giật xuống hai viên lúc này cúc áo bị lấy xuống vạt áo bên trái rũ xuống, lộ ra bên trong trắng noãn. Trần Trường Sinh bị cảnh này làm cho giật mình, vội vàng quay đầu đi, thất kinh hỏi, ngươi muốn làm gì đó? Lạc lạc đem cúc áo do sừng tê ngưu chế thành này đưa ra, nói, lạc, ta đem vật này cũng cho ngươi. Đây là gì? Thiên lý nữ, ngươi đã nghe nói về nó hay chưa? Trần Trường Sinh nhận lấy cúc áo, nghĩ tới đạo tàng đã từng đánh giá món pháp khí này cực kỳ kỳ diệu, rất giật mình, giơ lên không trung hướng về phía ánh mặt trời xem xét cẩn thận qua một lát hắn mới giật mình vội vàng đem cúc áo trả lại cho tiểu cô nương vô công bất thụ lộc hắn nhìn tiểu cô nương thật tình nói chuyện đêm qua chủ yếu vẫn là do vị thần tướng kia tới đây cứu hai người chúng ta ta thật sự không làm gì cho dù có làm cũng là chuyện nhỏ nhưng lúc trước ta đã nói ngươi đặc biệt tới đây nói tạ ơn đã quá đủ rồi sao ta có thể nhận lễ vật quý trọng như thế được Ngươi hiểu lầm rồi, những vật này không phải để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi." Lạc Lạc chỉ vào đồ vật trên sàn nhà, nói, "Những thứ này chính là lễ vật bái sư." Trần Trường Sinh nghe không hiểu, hỏi, "Cái gì? Lễ vật bái sư?" Lạc Lạc nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt kiên định, "Tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy, đi theo ngươi tu hành." Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh. Có gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, Dạ Minh Châu ở trên sàn nhà đen nhánh chậm rãi lan đi. Ly Sơn kiếm quyết cổ xưa bị gió nhẹ nhàng lật qua trang sách, xuất hiện mấy chục bức họa hình người cầm kiếm bà đứng. Dược thảo trong giỏ trúc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Trần Trường Sinh dùng thời gian rất lâu mới hiểu được chuyện gì. Hắn nhìn tiểu cô nương kia, không hiểu được hỏi, tại sao? Lạc Lạc nói, buổi đêm của sáu ngày trước, có phải tiên sinh thắp sáng mệnh tinh của mình không? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói đúng vậy nhưng ngươi xem xem ta mới thắp sáng mệnh tinh tẩy tủy còn chưa thành công đêm qua ta thấy ngươi cùng tên ma tộc nam tử kia chiến đấu ngươi mạnh hơn ta quá nhiều làm sao lại muốn ta làm lão sư của ngươi lạc lạc nói đêm hôm qua ta có thể đánh trọng thương tên ma tộc nam tử kia không phải do tiên sinh ngài dạy hay sao trần trường sinh nói đầu tiên có thể không gọi ta là tiên sinh hay không lạc lạc cười ngọt ngào nói vâng tiên sinh Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, giơ hai tay lên giải thích, đây chẳng qua là may mắn. Lạc Lạc vẫn nụ cười thản nhiên, nhưng tiên sinh ngài biết Trung Sơn Phong vũ kiếm, biết gia thức bộ, chuyện này không thể nào là may mắn. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ đọc sách nhiều hơn người thường một chút tôi. Lạc Lạc mở mắt thật to, chân thành nói, phương pháp vận hành chân nguyên thì sao? Kiếm quyết của Trung Sơn Phong vũ kiếm ta đã thuộc lòng, nhưng cũng không biết dùng chân nguyên ngự kiếm như thế nào, mà vấn đề này, cho dù giáo sư của thiên đạo viện và trích tinh học viện cũng không biết, nhưng tiên sinh. Ngài lại có thể dùng một lời để điểm hóa. Trần Trường Sinh trầm mặt, hắn rất muốn giải thích đây mới thực sự là may mắn, hắn dưới tình huống kinh mạch bị ngăn trở lợi dụng chân nguyên chỉ là thí nghiệm lý tưởng, đêm qua tình thế nguy cấp, bị buộc phải hô lên, không ngờ tiểu cô nương này thật sự thành công. Nhưng đêm qua thành công, không có nghĩa sau này có thể thành công hắn cũng không thể đem vấn đề thân thể của mình giải thích cho tiểu cô nương này biết được dĩ nhiên hắn càng không thể thu nhận tiểu cô nương này làm học sinh mặc dù dạ minh châu rất đẹp kiếm quyết rất hấp dẫn dược thảo kia rất tốt hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi tàn thư quán nhưng lại phát hiện mình hắn không thể bước đi bởi vì chân của hắn đã bị người ta ôm lấy lạc lạc nghiêng người ngồi trên sàn nhà thân thể nghiêng phía trước hai tay ôm chặt lấy bắp đùi của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán vào trên đùi của hắn nàng nhìn qua giống như một tiểu cô nương đáng thương bị nam tử phụ tâm vứt bỏ nhưng không cam lòng trong lòng của nàng lại tràn đầy vui sướng nàng lặng yên suy nghĩ đúng vậy chính là mùi vị này tiên sinh ngươi hãy thu ta đi nàng ngẩng đầu mở to đôi mắt long lanh nhìn trần trường sinh đáng thương nói ngươi muốn như thế nào ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Quốc giáo học viện cùng bách thảo viên cách nhau chỉ một bức tường cũ, mặt tường bò đầy thanh đằng, chân tường mọc đầy rêu xanh. Kim trưởng sử cùng lý nữ quan bắt thang trèo lên đầu tường, nghe lén động tĩnh trong tàn thư cát, hai người cảnh giới cao thâm, tiểu điện hạ lại không tận lực ẩn giấu, vậy nên sự tình phát sinh nơi đó đều coi rõ ràng rành mạch. Khi bọn họ thấy tiểu điện hạ làm ra cái động tác kia, tức thì từ trên đầu tường té xuống, ngã không nhẹ, xa xa nơi tường viện truyền tới tiếng vật nặng ụt ụt va xuống đất nhưng không có ảnh hưởng đến tàn thư cát trong tiểu các u tỉnh trên sàn nhà đen bóng sáng loáng phản phất như đang dựng một bức tranh trong tranh lạc lạc ôm chặt đùi trần trường sinh trần trường sinh tựa như tượng điêu khắc không dám nhúc nhích chút nào ngươi buông tay trước tiên buông tay a à. trần trường sinh rất khẩn trương thanh âm có chút run rẩy tuy tiểu cô nương này nhìn qua bất quá mười mấy tuổi nhưng chung quy là nữ hài tử bị hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn ôm chặt đùi là chuyện cực kỳ lúng túng, hắn nào dám động, chỉ có thể không ngừng hô la. Ta mà buông tay, tiên sinh tự muốn chạy rớt. Lạc lạc rất chân thành nói. Trần Trường Sinh không thể làm gì, khẩn trương cam kết, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, ngươi trước buông tay, buông tay ra lại đến nói chuyện. Lạc lạc biểu hiện cực kỳ nghe lời, rất tin tưởng lời hắn nói, đem hai tay buông ra, tiếp đó chỉ chỉ nền đất, ra hiệu hắn ngồi xuống. Trần Trường Sinh thiết nghĩ, tiểu cô nương này động tác nhanh nhẹn, bản thân mình xác thực vô pháp từ tay đối phương chạy thoát, trong lòng yên lặng than thở một tiếng, ngồi xuống. Chứng kiến hắn quả nhiên không có một lần nữa thử chuồng đi, lạc lạc rất vui vẻ. Tàn thư các cô tỉnh im ắng, Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì, cảm thấy có chút lúng túng, nhưng rất rõ ràng, lạc lạc không cảm thấy như vậy. Nàng ngồi tại trước mặt hắn, dùng tay chống cầm, rất chuyên tâm nhìn hắn mang theo tiếu ý hai người cách nhau quá gần trần trường sinh có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua đôi mắt đen sáng ngời của nàng thấy sự vui vẻ phát ra từ nội tâm nàng một loại vui vẻ cực kỳ đơn thuần chẳng biết tại sao hắn lại bị cuốn hút cũng cảm thấy một loại vui vẻ từ sâu trong nội tâm mạnh mẽ tiến ra nhưng hắn không thể bởi vì vui vẻ hoặc giả ưa thích tự đáp ứng thỉnh cầu của nàng bởi vì thấy thế nào đây cũng là chuyện rất không có đạo lý hắn nghiêm túc nói ta đích xác là người bình thường vừa rồi ngươi cũng nói qua ta mới định mệnh tin linh cả tẩy tủy đều không thể thành công ngươi vốn so với ta còn mạnh hơn sao có thể bái ta làm thầy lạc lạc thản nhiên chống cầm chuyên tâm coi hắn giống như cảm thấy hắn rất đẹp mắt thấy thế nào cũng coi không đủ tiên sinh nếu như ngươi chỉ là người bình thường sao có thể làm được những chuyện kia hơn nữa ngươi là người tốt nha trần trường sinh không minh bạch việc hai người thảo luận cùng người tốt hay không có quan hệ gì không hiểu hỏi tiếp đó a à. đêm qua trước khi ta bất tỉnh đã chứng kiến tiên sinh ngươi cầm kiếm ngăn trước khi trời sụp vậy nên tiên sinh là người tốt trong nụ cười của lạc lạc bỗng nhiên nhiều thêm một phần ý vị khác nhưng kỳ thật đó không phải hình ảnh ta thấy sau cùng cái ta thấy sau cùng là khắp trời thiên tinh là chân chính thiên tinh mà khi đó ngự thiên thần tướng tiếp tỉnh xuyên còn chưa tới Trần Trường Sinh lúc này mới biết bị nàng chứng kiến, có chút bất đắc dĩ, nói, vậy thì như thế nào? Tiên sinh, kiếm của ngươi có thể phá vỡ Yên La, tự nhiên không phải vật phàm, vậy ngươi, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Ánh mắt Lạc Lạc dời xuống thanh đoạn kiếm nhìn như rất phổ thông bên hông hắn. Trần Trường Sinh nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên kinh ngạc nói, a. À. Lạc Lạc theo hắn vọng ra ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc, thầm nghĩ sao vậy? Sắc trời không sớm trần trường sinh chỉ ngoài cửa sổ nói ta đi ăn cơm đã tí nữa lại tán gẫu được chứ lạc lạc má bồng phập phồng tựa như bánh bao một dạng rất khả ái lại tựa tiểu lão hổ đồng dạng vẫn rất khả ái nàng làm bộ muốn nhào lên trần trường sinh thanh âm khẽ biến nói dừng đừng động thủ tuy thời gian ở chung với nhau khá ngắn nhưng lạc lạc đã đại khái liễu giải tính cách của hắn biết bức nhau quá không phải việc tốt có chút không cam lòng thu tay lại nhìn Trần Trường Sinh đã lặng yên đi đến cửa tàng thư các nói, tiên sinh, ngươi tự thu ta nha. Trên sàn nhà, làng váy của nàng như hoa tán khai, còn nàng ngồi tại hoa tâm, đáng thương, khả ái vô cùng. Trần Trường Sinh nào dám hồi đầu coi, bằng không tất nhiên mềm lòng, liên tục khoát tay, chạy mà như trốn. Trong bách hoa hạng ăn chén cơm canh nhạc, lại đi dạo quanh kinh đô nửa ngày, xem chừng tiểu cô nương kỳ quái kia hẳn đã ly khai, Trần Trường Sinh mới một lần nữa trở về quốc giáo học viện, đi vào tàng thư các coi coi, quả nhiên không có người, mới chung quy trầm tĩnh lại. Bóng đêm dần dần đến, thiết nghĩ hôm nay đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn dụng tốc độ nhanh nhất hoàn tất chuẩn bị, bắt đầu tỉnh tư minh tưởng, chuẩn bị một lần nữa dẫn tinh quan tẩy tủy, song còn không có đợi hắn nhắm mắt lại, liền chứng kiến làng váy hơi dao động dưới ánh sao, tiểu cô nương kia lại đến trần trường sinh đang nghe chuyện trên tv audio cv bất đắc dĩ hỏi ta đã nói kia là chuyện không có khả năng lạc lạc tựa như không có nghe được hắn đương nói cái gì phối hợp nói tiên sinh ta đem những vật kia đều chuyển đến phòng ngủ của ngươi trong những tiểu lâu kia có một cái bên trong có bếp lò hẳn là nơi ngươi cư ngụ đám dược thảo kia đặt trên gác xếp phơi khô còn lại đều để dưới giường của ngươi trần trường sinh vừa rồi đã chú ý tới trên sàn nhà dạ minh châu cùng kiếm quyết đã biến mất không thấy hắn vốn tưởng là tiểu cô nương đem đồ mang đi ai dè đối phương thu vào trong tiểu lâu hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào bây giờ ta muốn tu hành hắn rất bất đắc dĩ lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian lỡ mất một đêm dẫn tinh quang tẩy tủy đành phải coi như tiểu cô nương kia không tồn tại mau chóng đóng chặt con mắt đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm cực nhạt từ bên má phải truyền tới hắn hơi hoảng mở mắt chỉ thấy tiểu cô nương kia đã ngồi đến bên cạnh mình, cách mình không đến một xích, nếu gần thêm chút nữa tựu sẽ tiếp xúc thân thể. Hắn bất đắc dĩ hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lạc lạc nhãn tình nhấp nháy sáng ngời, tiên sinh, ta muốn bái ngươi làm thầy A. Trần Trường Sinh im lặng, đành phải buông bỏ, nhắm mắt, bắt đầu minh tưởng. Không hổ là thuở nhỏ cùng đạo tàng điển tịch khô khang làm bạn, một tiểu cô nương ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, hắn cư nhiên còn thực tiến nhập minh tưởng sắc trời dần dần sáng tiếng gà gáy trong các hộ dân truyền vào quốc giáo học viện trần trường sinh mở mắt chậm rãi tỉnh lại bỗng nhiên cảm thấy vai phải có chút trầm còn có chút mỏi hắn quay qua nhìn bị hù nhảy dựng tiếp đó thở dài tiểu cô nương ôm cánh tay của hắn bả đầu dựa vào bờ vai của hắn đưa ngủ ngon lành xem ra dường như ngủ một đêm trần trường sinh khe khẽ đẩy tỉnh nàng nói về nhà a à? không muốn lạc lạc dụi dụi con mắt, có chút ủy khuất nói. Trần Trường Sinh than thở nói, vì sao nhất định phải như vậy a? À? Đêm qua lúc tiên sinh dẫn tinh quan tẩy tủy, ta ôm tiên sinh ngửi rất lâu. Ta xác nhận, cái mùi kia tựu là mùi trên người ngươi, mùi vị đó thực rất dễ chịu, ta bên mình tiên sinh liền cảm giác thoải mái, tựa như ăn quả trường sinh một dạng. Lạc lạc nghĩ tới đêm qua, nhãn tình biến đổi càng thêm sáng ngời, tựa như thần quan vô pháp khỏa lấp sao thái bạch, Tiếp đó có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói, ta chưa từng ăn quả Trường Sinh, nhưng nghe mẫu thân nói qua. Trần Trường Sinh một lần nữa im lặng, thầm nghĩ tự bởi vì vị đạo dễ ngửi, vậy nên muốn làm học sinh đối phương. Chỉ là vì có thể mỗi ngày ngửi đối phương vị đạo. Ta đích tu hành gặp chướng ngại rất phiền toái, không ai có thể giải quyết, dù là giáo thụ Thiên Đạo viện cùng Trích Tinh học viện cũng không giải quyết được, nhưng tiên sinh ngươi lại có thể giải quyết. Phương pháp vận hành chân nguyên trung sơn phong vũ quyết, ta chỉ có thể dùng tám chữ ngài nói đêm hôm trước, đây chính là chứng cớ." Lạc Lạc nhìn hắn nghiêm túc nói, "Vậy nên, ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy." Về phương thức vận hành chân nguyên trung sơn phong vũ quyết quan hệ đến bí mật thân thể của Trần Trường Sinh, đương nhiên, đây tịnh không phải nguyên nhân chủ yếu hắn tự tuyệt tiểu cô nương này, ta không có tư cách dạy ngươi, hơn nữa ta không có thời gian dạy ngươi, ta muốn đọc sách, ta muốn tu hành. Ta có rất nhiều sự tình trọng yếu cần phải đi làm." Lạc Lạc nhìn hắn một ngày, tự nhiên biết hắn rất quý trọng thời gian, thậm chí hiển lộ có chút lo âu, hỏi: "Tiên sinh, vì sao ngươi gấp cáp như vậy?" Trần Trường Sinh nhìn tiểu cô nương trong mắt quan tâm chân thành, bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm, trước nay hắn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, rất ít người có thể thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia ẩn tàng lo nghĩ bất an, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên thật muốn trò chuyện. "Ta muốn tham gia đại triều thí, hơn nữa ta nhất định phải lấy bản danh. Hắn nhìn nàng nghiêm túc nói. Sáng sớm là thời điểm tàn thư quán an tĩnh nhất, không có ve kêu cũng không có chim hót, dù là ếch xanh hay côn trùng đều đương say ngủ. Qua rất lâu, không có đùa cợt, cũng không có giật mình hỏi lại. Dù là đường tam thập lục khi nghe cái cái mục tiêu này của Trần Trường Sinh, tâm tình cũng sẽ có một ít biến hóa. Nhưng lạc lạc thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nàng nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh, chờ hắn nói tiếp. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi, ngươi không cảm thấy, cái mục tiêu này rất buồn cười. Chí ít, có chút giật mình, buồn cười, giật mình. Vì sao? Lạc lạc nghe thấy vấn đề này, ngược lại có chút không hiểu, nói, tiên sinh tham gia đại triều thí, đương nhiên muốn bắt bản danh. Tàn thư quán một lần nữa an tĩnh lại, xa xa mơ hồ truyền tới một tiếng chim hót, nhưng lại càng thêm an tĩnh. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn ngữ khí của nàng, những hắn đều cảm thấy bản thân mình nếu như lấy không được bản danh đại triều thí, đó mới là một việc kỳ quái. hắn chưa từng ăn quả trường sinh truyền thuyết, nhưng hắn nghĩ tính như ăn mấy trăm quả trường sinh cũng không khả năng làm cho người ta thân tâm khoan khoái dễ chịu bằng những lời này. chỉ là tiên sinh vì sao nhất định phải tham gia đại triều thí? lạc lạc tịnh không biết phản ứng của mình, mang đến cho trần trường, trường sinh thật nhiều an ủi. nàng hiếu kỳ hỏi muốn xem thiên thư lăng a ta khả dĩ mang tiên sinh đi xem nha trần trường sinh không lưu ý tới những lời sau cùng của nàng hắn đứng dậy đến cạch sông cửa nhìn hoàng cung cách đó không xa hướng về lăng yên cát đại triều thí tam giáp có thể tiến vào thiên thư lăng xem bia ngộ đạo đây là điều hắn muốn nhưng đại triều thí chỉ có bản danh mới có cơ hội cắt tỉnh tư một đêm trong lăng yên cái này mới là hắn cực muốn a à. kể từ ngày được sư phụ lượng về từ khe suối nhỏ Câu nói mà Trần Trường Sinh được nghe nhiều nhất tựu là mệnh của ngươi không tốt. Đặc biệt là cái đêm năm một không tuổi đó, sau khi thân thể hắn tràn ra dị hương, năm chữ ấy cứ như một đạo phế chú, thủy chung lưu lại trong lòng của hắn. Muốn cải biến vận mệnh không tốt, chỉ có hai phương pháp, một là tu hành đến thần ẩn cảnh giới, tự nhiên không còn nằm trong mệnh luân, nhưng thần ẩn cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngay cả vị độc cô cầu bại từng một thời cái thế vô địch kia đã tiến vào thần ẩn cảnh hay chưa vẫn đang là một nghi vấn loại phương pháp thứ hai chính là nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết đồng thời sư phụ cũng từng nói với hắn đại chu vương triều khai quốc đến nay chỉ có ba lượt nghịch thiên cải mệnh thành công ba người kia đều có bất thế chi tài càng có khuynh thế chi lực hắn chỉ là một người tầm tầm bình thường hát có thể làm được vô lượng có thể làm được hay không chung quy nhất định phải làm do đó hắn phải tham gia đại triều thí hắn nhất định phải lấy được vị trí đầu bảng vì như vậy mới có cơ hội tiến vào nơi nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, lăng yên cát, đi xem những người trong tranh kia, đi xem những gì bọn họ lưu lại. Trong lăng yên các thờ cúng chân dung 24 vị công thần thời Thái Tông, về sau lục tục lại có danh thần qua đời được đặt chân dung ở đây, nhưng chân chính trọng yếu vẫn là 24 bức tranh đầu tiên, trong 24 bức chân dung đó có khả năng ẩn tàng căn cứ và manh mối lần nghịch thiên cải mệnh thành công thứ hai ở Đại Chu Vương Triều. Trần Trường Sinh từ trong trầm tư tỉnh lại, tầm mắt từ đâu đó trong hoàng cung thu hồi trở về, hướng sang tiểu cô nương đương ngồi trên sàn nhà kia. Hắn rất thích cô bé này, nhưng hắn không thể nhận đối phương làm học sinh, tiểu cô nương sống trong bách thảo viên, đêm trước bị ma tộc ám sát, lai lịch tất nhiên phi phàm, khả năng lớn nhất chính là một trong số hoàng tộc tử tôn bị thánh hậu nương nương đầy ra biên ngoại, lại được nương nương bí mật tiếp về, loại nhân vật này há có thể đụng vào. Hơn nữa hắn không muốn dạy hỏng con nhà người ta. Ta muốn đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi một chút, ngươi về nhà trước đi, chớ đi theo ta. Trần Trường Sinh nói, tận lực khiến ngữ điệu và biểu tình tỏ ra lạnh lùng, không đợi tiểu cô nương cự tuyệt, liền rời khỏi tàn thư quán. Hắn chỉ hy vọng đối phương biết khó mà lui, đêm đến, trở lại tàn thư quán, chứng kiến tiểu cô nương không còn tại, chung quy buông lỏng tâm thần, tiếp tục bắt đầu dẫn tinh quan tẩy tủy, ở trong trạng thái minh tưởng bất tri bất giác thần quan đã chiếu đến, lại một đêm trôi qua. Những tinh huy kia toàn bộ tiến vào thân thể hắn Hắn y nhiên không biết điểm này Chỉ biết làn da, lông tóc của mình vẫn không có bất kỳ thay đổi nào Tẩy tủy không chút tiến triển Bất quá hắn đã tập mãi thành quen Chỉ là lúc mở mắt, cảm thấy cánh tay phải có chút hư không Có chút lạ lạ Hắn trầm mặt một chút Rời khỏi tàn thư quán trở lại tiểu lâu bắt đầu tắm rửa Trong thùng gỗ nước ấm tảng ra sương mù Men theo thanh đằng chậm rãi bay lên Tiếp đó bị chia thành vô số tơ khói hắn ngâm mình trong nước ấm, dựa vào vách thùng, nhắm mắt, có chút mỏi mệt, sáng sớm khuôn viên trường an tĩnh như thế, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tự như lúc nãy mở mắt phát hiện cánh tay phải có cảm giác thiếu thiếu. Không có tiếng nói trong trẻo êm tai, không có người nào lưu luyến ôm cánh tay hắn. Chỉ bất quá mấy ngày thời gian, hắn đã quen với sự tồn tại của tiểu cô nương kia, nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy có chút lúng túng, mặt có chút nóng, mới minh bạch bản thân mình lại làm sao tu đạo tĩnh tâm truy cầu thuận tâm ý, chung quy vẫn hay không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lòng hư vinh hay những cảm xúc khác. Hắn đem khăn lông ướt đắp lên mặt, không muốn cái mặt nông nóng bị thần quan chứng kiến. Bỗng nhiên, Huỳnh bức tường viện bên cạnh thùng gỗ vang lên một tiếng nổ mạnh, khói bụi mịt mù, gạch đá ầm ầm sụp đổ. Trần Trường Sinh kéo khăn mặt xuống, giật mình nhìn qua, chỉ thấy trong khói bụi, trên tường viện mơ hồ nhiều thêm một cái động lớn. Khói bụi dần dần thu liễm, lạc lạc từ trong động lớn trên tường chui qua. Nàng quay đầu liền trông thấy Trần Trường Sinh trong thùng gỗ, đặc biệt cao hứng, nói, không có tính sai vị trí, đúng là chỗ này. Những lời này không phải nói với Trần Trường Sinh, mà là nói với đám tộc nhân thuộc hạ tay cầm công cụ thợ hồ ở phía sau nàng. Trong lúc nhất thời, đằng sau tiểu lâu, dưới bức tường cũ, vang lên tiếng xây đập binh binh trát trát đám người tỏ ra bận rộn không ai nhìn về phía thùng gỗ cứ như thiếu niên trong thùng gỗ kia là vật vô hình nhìn một màn thi công khí thế ngất trời trần trường sinh cảm giác nước trong thùng gỗ đang lạnh rất nhanh thân thể hắn cũng trở nên lạnh lẽo hắn chấn kinh nói không ra lời miếng há như một tên ngốc cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ hoang đường bản thân mình trong tràn cảnh này lại càng hoang đường cực điểm không qua bao lâu một tấm cửa gỗ mới tinh xuất hiện giữa tường viện những người kia giống như thủy triều rút về trong bách thảo viên cửa gỗ vừa đóng quốc giáo học viện giống như trước an tĩnh thật tốt a à, nhiều thêm một cái cửa còn có thêm một người giờ thì sang đây dễ dàng hơn nhiều không cần ngồi xe ngựa lạc lạc hai tay viện eo nhìn cánh cửa kia rất là mãn ý một mảnh an tĩnh không có người trả lời nàng nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trần trường sinh giống như con chim cút bị đông cứng hai tay viện thùng gỗ bộ dáng nhìn rất khôi hài lạc lạc nghiêm mặt nói tiên sinh thỉnh ngươi cứ tiếp tục không cần quản ta bỗng nhiên thần sắc trần trường sinh biến đổi cực kỳ nghiêm túc trong mắt có vô hạn kinh hoảng hắn nhìn bầu trời xanh thẳm phía sau nàng thanh âm khẽ run nói trồng trắng mắt xanh lạc lạc lắp bắp kinh hãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiên không một mảnh sứ lam làm gì có con rồng nào ngay lúc này phía sau nàng truyền tới ầm ầm tiếng nước nàng chuyển thân nhìn lại chỉ thấy trần trường sinh lấy tốc độ cực nhanh khoác lên áo ngoài nhảy khỏi thùng nước chạy như điên vào trong rừng một đường chạy nhanh một đường nước chảy nhìn muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật như chó rơi xuống nước càng giống chó nhà có tan nhìn một màn này lạc lạc nhịn không được cười ra tiếng hướng về bóng lưng của hắn vẫy tay hô tiên sinh ngươi nhớ trở lại nha thân ảnh trần trường sinh biến mất sau cánh rừng nụ cười trên mặt lạc lạc dần thu lại Hiển Lộ có chút thương tâm, nàng khẽ thở dài, "Tiên sinh, sao ngươi không chịu thu ta a?" À? Trần Trường Sinh toàn thân ướt đẫm, tóc đen rối tung, trên chân ngay cả giày cũng không có, cảm thấy cực kỳ chật vật, lại không dám đi về quốc giáo học viện thay y phục, một tòa kinh thành to lớn như vậy nhưng không biết nên đi đâu về đâu, bởi vì không còn mặt mũi gặp người, cũng tìm không ra người giúp đỡ. Giang khách sạn kia tuy chưa trả phòng nhưng muốn từ thành Bắc đi qua thì thực quá xa hắn không muốn bị binh sĩ tuần thành ti bắt giữ vì tội danh quần áo không chỉnh tề phá hoại bộ mặt hoàn thành cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi thiên đạo viện ở tương đối gần hắn thành công hấp dẫn mục quan và cười nhạo của các học sinh thiên đạo viện đối với việc này hắn chỉ có thể coi như mắt mù tai điếc thật lâu sau rốt cuộc hắn cũng tìm được chỗ ở đường tam thập lục không chút do dự một cước đạp cửa mà vào thần sắc nghiêm nghị nói mượn một bộ xiêm y sạch sẽ ta thiếu ngươi một nhân tình đường tam thập lục nhìn hình dạng của hắn trước là ngây ngẩn sau đó lớn tiếng cười ha ha chỉ là thời gian trước sau trên lệch hơi lâu chứng tỏ hắn có chút chất phát hoặc giả phản ứng quá chậm nhưng tiếng cười này đối với trần trường sinh mà nói vẫn chói tai như thường khách hiếm thực là khách hiếm ngươi đây là sao vậy tuy trước đến giờ ta không nguyện ý mặc quần áo người khác nhưng hiện tại không có biện pháp vậy nên thỉnh ngươi mau một chút ngữ khí trần trường sinh phi thường nghiêm túc đường tam thập lục có thể cảm giác nếu như mình chậm nửa điểm gia hỏa này khả năng sẽ thực tức giận cố gắng nén cười đứng dậy tìm cho hắn một bộ sim y sạch sẽ thuận tiện ném hai cái khăn lông qua lau khô người đi yên tâm đều là khăn mới đa tạ trần trường sinh dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân mình sửa sang thỏa đáng lúc này mới thở vào một hơi quan sát bốn phía phát hiện tên này quả nhiên không hổ là thiên tài đứng thứ 36 trên thanh vân bảng không ngờ tại loại địa phương như thiên đạo viện cũng có thể sở hữu một tòa tiểu lâu riêng, cơ mà nhìn đống giấy lộn vứt đầy đất. Cơm canh dư lại không biết từ ngày nào, trên bàn, ghế, giường khắp nơi đều vương vải rác, hắn phát hiện tiểu lâu tuy lớn nhưng lại không có chỗ nào để ngồi. Ngồi đi. Đường tam thập lục hoàn toàn không cảm nhận được thống khổ lúc này của hắn. Ngồi chỗ nào? Trần Trường Sinh rất chân thành hỏi. Đường tam thập lục mới nhớ tới gia hỏa này có chút quái tính, không cách nào khác đành đứng dậy nói đi đi ăn cơm dọc theo đạo lộ thiên đạo viện tiến ra ngoài trần trường sinh một lần nữa dẫn tới không ít ánh mắt chú mục chỉ bất quá lần này không phải bởi vì bộ dáng chật vật mà bởi hắn cùng đường tam thập lục kề vai mà đi các học sinh thiên đạo viện rất là kinh ngạc thầm nghĩ thiếu niên này là ai không ngờ có thể cùng đường tam thập lục cao ngạo lạnh lùng cười cười nói nói tại một gian thực cư cực kỳ thanh nhã ngoài thiên đạo viện Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhíu nhíu mày, nhìn hắn rất chân thành nói, "Ta đi qua khách sạn một lần, thấy mảnh giấy ngươi lưu lại. Ngươi thực vào quốc giáo học viện." Trần Trường Sinh gật gật đầu, nói, "Những ngày qua ngươi đương bận cái gì?" Kỳ thực hắn muốn hỏi Đường Tam Thập Lục, vì sao biết mình vào quốc giáo học viện lâu vậy mà không tới tìm, phải biết trong kinh đô hắn chỉ nhận thức có một người, tuy hắn trước nay tôn thờ nhẫn nại tịch mịch trăm sự thông, nhưng nếu như có thể không tịch mịch thì cũng không tệ chỉ là lấy tính tình của hắn đích thực khó mà trực tiếp hỏi nghe hắn chính miệng thừa nhận tiến vào quốc giáo học viện đường tam thập lục thần sắc có chút ngưng trọng nhưng thấy hắn chuyển chủ đề cho rằng thằng này không muốn nói chuyện thương tâm của mình bèn đáp thanh đằng yến sắp cử hành rồi tuy ta không e ngại ai nhưng cũng phải làm một ít chuẩn bị trần trường sinh thầm nghĩ thanh đằng yến là cái chi đường tam thập lục lại nói hôm nay ngươi làm sao biến thành cái dạng này ở đại triều thí ta chỉ nghĩ lọc vào top ba tự mỗi ngày đã bị hành gần chết mục tiêu của ngươi là đầu bản còn có tâm tư cùng người nghịch nước hay là gặp chuyện gì quốc giáo học viện ta thực ở không nổi trần trường sinh nghĩ tới tao ngộ mấy ngày này nghĩ vô luận mở mắt nhắm mắt tắm rửa hay đọc sách đều có thể thấy tiểu cô nương kia không khỏi hơi mất tinh thần đối với hắn mà nói đây là chuyện rất khó xuất hiện. Đường Tam Thập Lục tưởng rằng hắn tại quốc giáo học viện đọc sách phải chịu vô tận lạnh lùng cùng kinh miệt nhục nhã, không kìm nổi có chút đồng tình, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không ở được thì rời khỏi đó con mẹ nó đê, ta. Phát phong thư, những ngươi tới vấn thủy học vậy. Trần Trường Sinh thở dài. Đường Tam Thập Lục thấy hắn mặt mày ủ rũ, liền có chút không vui, nhớ hồi đó bị thiên đạo viện và trích tinh học viện hai phen vô tình đào thải, người này vẫn bình tĩnh ung dung, nếu không mình cũng sẽ không coi trọng hắn, vì sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ quốc giáo học viện kia thực là địa phương bị nguyền rủa? Uống chút rượu, ngủ một giấc tự hảo. Hắn kêu lão bản đưa lên hai hũ rượu mạnh, một bình đẩy đến trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn hũ rượu, có chút tò mò, tiếp đó thành thực nói, ta chưa từng uống qua rượu. Đường Tam Thập Lục thay hắn đập vỡ nắp bùng, nói, hôm nay uống, tự là đã uống qua. Trần Trường Sinh có tâm sự, đường tam thập lục kỳ thực cũng có tâm sự, với lại thực ra, hai thiếu niên không quá thân thiết, không rõ bao nhiêu về nhau, tự nhiên không có chủ đề tán gẫu, thế là đành phải bưng bát rượu trầm mặt uống, đây là thứ gọi là rượu sầu. Rượu sầu là thứ dễ dàng khiến người say nhất, đặc biệt là với cái loại sơ ẩm sơ nhạt như Trần Trường Sinh không biết ăn chơi. Đương nhiên, tử lượng của đường tam thập lục cũng không khá hơn chút nào thiên tài như ta nào có thừa thời gian đi tham gia cái thanh đằng yến chết tiệc gì đó, thế nhưng đám học sinh kinh đô ngu ngốc lại dám hoài nghi thực lực bổn công tử. Đừng tam thập lục nhìn những học sinh mặc viện phục thiên đạo viện bên ngoài hành lang, cười lạnh nói, hiện tại ta nhất định phải đánh nát cái mặt của bọn chúng. Trần Trường Sinh hai tay bưng bát rượu, nhãn tình hiếp lại, rõ ràng đã có men say, mồm miệng không rõ hỏi, thanh đằng yến. Đến cùng là gì? Có thể. Có thể có cái chi? thức ăn ngon. Có rượu không? Kinh đô có Thiên đạo viện, Trích Tinh học viện, Tông Tự sở. Sáu tòa học viện có lịch sử lâu đời nhất, được tôn kính nhất. Tất cả tang thương lịch sử đều biểu hiện qua những nhánh thanh đằng ngoài cửa sáu học viện, vậy nên sáu học viện này còn được gọi là Thanh đằng lục viện, chỉ có học sinh Thanh đằng lục viện mới có thể không cần tham gia dự khoa khảo thí, trực tiếp tham gia đại triều thí, từ đó dễ dàng suy ra địa vị sáu học viện này. Đại triều thí dự khoa khảo thí thông thường đều cử hành vào mùa hạ, thanh đằng lục viện không cần tham gia dự khoa khảo thí, nhưng lại không muốn các học sinh bỏ qua một lần mài dỗ bản thân, đích cơ hội, cho nên sau khi đại triều thí và dự khoa khảo thí công bố thành tích, lục viện sẽ mời những học sinh vượt qua dự khoa khảo thí cùng các học sinh lục viện tham gia một tràng yến hội long trọng. Tràng yến hội này bởi vì có học sinh thanh đằng lục viện tham dự nên so với dự khoa khảo thí còn kịch liệt hơn nhiều, lịch sử cũng đã chứng minh, trên cơ bản yến hội bài danh cùng đại triều thí tối chung bài danh cực kỳ sát nhau, vậy nên dần dần được coi là phong hướng tiêu của đại triều thí. Đương nhiên, bài danh ở đây khẳng định không bao quát những học sinh còn đang ở phương Nam và những thiên tài tu đạo không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Tràng yến hội này chính là thanh đằng yến. Lấy tính cách đường tam thập lục mà nói, căn bản kinh thường tham gia thanh đằng yến, nhưng trước đó vài ngày quan hệ giữa hắn và phó viện trưởng thiên đạo viện bị người ta bóc trần, phải chịu không ít lời ông tiếng ve. Lại có vài tên thiếu niên cường giả thanh đằng lục viện có mặt trên thanh vân bản đối với việc này biểu lộ thái độ khinh thường, vậy nên hắn quyết định tham gia. Vì thế hắn bế quan khổ tu trong thiên đạo viện, nên dù có biết Trần Trường Sinh tới quốc giáo học viện cũng không có thời gian tới thăm. Trần Trường Sinh đặt bát rượu xuống, lấy tay che miệng, ở một hơi rượu, có chút ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, sau đó nói, ta chúc ngươi thành công biết thanh đằng yến là nơi đám gọi là thiếu niên thiên tài đỏ sức như vậy tự nhiên cùng hắn không có quan hệ gì hắn là nghĩ như vậy lại quên bản thân mình hiện tại đang học quốc giáo học viện cũng là một trong thanh đằng lục viện đương nhiên toàn bộ thế giới tự hồ đều quên điểm này thời điểm trở về quốc giáo học viện cả người trần trường sinh nồng nặc mùi rượu thần sắc ngà ngà đôi mắt khẽ hiếp bước đi cũng đã siêu vẹo mà chuyện liên quan tới thanh đằng yến cũng đã bị hắn vứt ra sau gáy không nhớ nổi điều gì nữa. Tàn thư quán không có ánh đèn, hắn không có ở nơi này nên quốc giáo học viện tự nhiên vắng lạnh như trong dĩ vãng. Hắn đi tới ven hồ, chung quanh yên tĩnh không có một bóng người, chỉ có ánh sao như đang chìm nổi trong làn nước trong suốt, bóng của rừng cây bờ bên kia đã không còn nổi bật trong đêm, làn gió nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua mặt hắn. Hắn đứng trên hòn đá ven hồ, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh sao rực rỡ trong bầu trời, nhìn một lúc rất lâu, sau đó nhìn ánh sao trong hồ nước, cũng nhìn rất lâu, sau đó hắn nhắm mắt trầm mặt mà đứng rất lâu, bỗng nhiên hướng về phía hồ nước hô to mấy câu thô tục. Hắn vốn làm cho người ta cảm thấy mình luôn bình tĩnh trầm mặt, có tâm trí trưởng thành vượt xa số tuổi, cực kỳ hiếm thấy tình tiết phát tiết giống như vậy. Tối nay thừa dịp men say trong người, mới phát giác thật sự có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi trên bãi cỏ ven hồ, ngả người về phía sau, sau đó nằm ngây ngẩn. Tàng thư quán hoàn toàn đen nhánh, hắn không có đi đọc sách cũng không đi dẫn dắt tinh quang tẩy tủy, hắn chỉ nằm yên trên bãi cỏ, ngây ngẩn đơn thuần, không có suy tư. Những năm gần đây, nhất là sau cái đêm năm hắn 10 tuổi, đây là lần đầu tiên hắn để chính mình phóng túng đến thế, lần đầu tiên hắn lãng phí thời gian như thế. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên cỏ, hai tay chạm vào làn sương lạnh lẽo trên lá, trên gương mặt cũng có chút ẩm ướt, nơi xa chân trời mơ hồ có nắng sớm tỏa ra, hẳn là khoảng 5 giờ, cho dù sau khi say rượu muốn có hành vi phóng túng, nhưng hắn vẫn tỉnh giấc cực kỳ đúng lúc. Quy luật sinh cùng phương pháp xử sự nghiêm cẩn thậm chí có chút cũ kỹ, đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn, biến thành một loại bản năng nào đó, điểm này làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thói quen là một thứ gì đó cực kỳ cường đại, cho dù tẩy tủy cũng không thể nào tẩy nổi, trần trường sinh trở về tiểu lâu, ở bên cạnh thùng nước dùng khăn ướt nghiêm túc lau rửa mặt, vừa nghĩ tới những chuyện tình mờ mịt, ánh mắt khẽ nhìn cánh cửa gỗ mới trên bức tường cũ nát, chẳng biết tại sao lại sinh ra tâm tình chờ đợi. Cuộc đời từ xưa đến nay không có mấy khi cầu được ước thấy, nhưng hôm nay thật sự thành hiện thực. Chỉ nghe thanh âm chi nha vang lên, cửa gỗ được đẩy ra, tiểu cô nương kia tựa như trèo đèo lội suối, vượt qua cánh cửa, sau đó sôi nổi đi tới phía trước mặt hắn, hai biếm tóc thắt kiểu đuôi ngựa lay động vô cùng khả ái. Lạc lạc nhìn hắn vui vẻ nói, lạc, tiên sinh, ngươi nhìn xem có phải rất dễ dàng hay không tiểu cô nương cười rất vui vẻ nhưng trên thực tế nàng đang lo lắng nàng sợ trần trường sinh sẽ chạy trốn y như ngày hôm qua trần trường sinh không bỏ chạy không biết bởi vì hôm nay hắn không phải trần trùng ngâm mình trong thùng gỗ hay bởi vì đêm qua say rượu còn chưa tỉnh hoặc bởi vì hắn đã bị tiểu cô nương này bám lấy không thể làm gì được đành buông tha chống cự hay là nói hắn thật sự cũng rất muốn nhìn thấy tiểu cô nương này đi ra khỏi quốc giáo học viện mua hai chén mì hoành thánh, hắn đem một chén không có ớt đưa cho tiểu cô nương kia, sau đó hướng đi tới tàn thư quán, tiểu cô nương bưng chén mì hoành thánh, đi sau lưng hắn rón rén, vui mừng dị thường. Dùng xong bữa sáng, Trần Trường Sinh bắt đầu đọc sách, cực kỳ thuần thục ở trên kệ sách tìm ra mục tiêu của mình, ngồi xuống sàn nhà trầm mặc chuyên chú đọc sách, đem nguyên sơ văn bản tài liệu cùng mình trong miếu cũ ở Tây Ninh trấn đọc được 3.000 cuốn đạo tan nhất nhất so sánh, hắn đem phương pháp này gọi là so sánh nghiên cứu đọc sách là chuyện rất khô khan mà nhìn người khác đọc sách lại là chuyện càng nhàm chán hơn trần trường sinh an tĩnh đọc sách tự nhiên sẽ không nói chuyện lạc lạc ban đầu còn cảm thấy rất hứng thú đi theo hắn cùng đọc nhưng đọc một lúc lại phát hiện rất nhiều sách mình xem không hiểu bắt đầu cảm thấy không thú vị cảm thấy dậy sớm là chuyện không thoải mái chút nào cơn buồn ngủ tựa như đàn kiến dưới gốc cây tầng tầng lớp lớp leo lên cuồn cuộn không dứt đem nàng bao phủ làm cho nàng cảm giác đầu mình càng ngày càng nặng không biết qua bao lâu trần trường sinh đọc sách từ trong cảnh giới vong ngã tỉnh lại cảm thấy cánh tay phải hơi nặng hơi hơi nhức mỏi nhất thời nghĩ đến hình ảnh đêm qua minh tưởng tẩy tủy tỉnh lại thời khắc quay đầu nhìn lại tiểu cô nương kia quả nhiên vừa ôm cánh tay hắn vừa ngủ tay nàng thật ra thì cũng không phải ôm chặt lấy tay hắn chẳng qua chỉ nhẹ nhàng mà nắm tay áo của hắn nàng cũng không tựa vào vai hắn nguyên nhân bởi vì thân thể nhỏ nhắn trên thực tế là dựa vào cánh tay của hắn tư thế này thật ra không thể nào thoải mái nhưng nàng ngủ vô cùng say sưa thậm chí còn thấy ngọt ngào trần trường sinh nhìn mặt mày của tiểu cô nương hoàn toàn giãn ra nhìn giữa lông mày bởi vì buông lỏng mà biểu lộ hết nét ngây thơ nở nụ cười có thể ngủ say sưa như thế ngọt ngào như thế tự nhiên bởi vì nàng rất thoải mái mà sở dĩ nàng thoải mái như thế là bởi vì nàng rất tin tưởng hắn được một người tín nhiệm hoàn toàn cảm giác như vậy rất vui vẻ nhất là đối với một người một mình ở kinh đô trầm mặc đi trên con đường của mình như hắn bỗng nhiên có một cái bóng rơi vào trên mặt của tiểu cô nương người bình thường lúc ngủ không thích ánh sáng chỉ thích bóng tối nhưng tiểu cô nương này rõ ràng không giống như người khác cái bóng này làm cho lông mày của nàng nhíu lại lỗ mũi cũng khẽ nhăn có chút không vừa ý hừ hừ mấy tiếng có thể giây lát sau sẽ tỉnh lại trần trường sinh thích nhìn tiểu cô nương này ngủ bị người khác quấy rầy tự nhiên sẽ không cao hứng nhìn sang cửa tàng thư quán, trong vô thức nhíu mày. Xuất hiện tại cửa tàng thư quán chính là Sương Nhi, không biết tại sao, trên mặt của nàng có phủ sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Sương Nhi hôm nay tâm tình thật sự không vui, bởi vì bạch hạt lại từ phương Nam xa xôi trở về, vừa mang đến một phong thơ của tiểu thư. Tiểu thư không phải kẻ ngốc bị mấy cái tư tưởng đức hạnh tẩy não, đại chu triều đối với nữ tử cũng chưa từng có những yêu cầu khó hiểu như ở phía Nam, nàng biết rất rõ chuyện này, cho nên nàng không thể hiểu nổi tại sao tiểu thư lại quan tâm tới tên thiếu niên không biết xấu hổ này mặc dù đã có hôn ước nhưng hôn ước cuối cùng chắc chắn sẽ bị hủy bỏ tại sao tiểu thư còn phải quan tâm tới tên kia được rồi tiểu thư trong thơ chỉ nói muốn biết tình trạng gần đây của thiếu niên này không tính là quan tâm nhưng tại sao lại muốn biết chứ sương nhi thật ra rất rõ ràng tiểu thư chẳng qua không muốn thiếu niên kia vì chuyện hôn ước mà biến thành tro cốt trên sông cho nên mới muốn nàng tới để hỏi thăm. Nàng rất nghe lời thăm hỏi, biết Trần Trường Sinh hiện tại đã thành đệ tử duy nhất của quốc giáo học viện rất nhiều năm qua, hơn nữa nhìn thái độ của lão gia cùng phu nhân, thiếu niên kia mặc dù không thể có tiền đồ, ít nhất sinh mệnh sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo tiểu thư trong thơ dặn dò, nàng hôm nay tới quốc giáo học viện, muốn hỏi xem hắn có cần trợ giúp gì không, tỉ như phương diện tiền nông, nhưng không ngờ tới, nàng đi vào tàng thư quán, lại thấy được hình ảnh thế này tiểu cô nương kia là ai tại sao lại ôm ấp tên kia đây là đọc sách sao quốc giáo học viện mặc dù đã suy tàn nhưng dù sao cũng là địa phương dạy dỗ con người người này lại ở trong tàn thư quán ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì chứ thấy cảnh này sương nhi vô cùng tức giận ngươi đã cùng tiểu thư có hôn ước mặc dù hôn ước này khẳng định không thành hiện thực nhưng hiện tại còn chưa chính thức từ hôn thân phận của ngươi chính là vị hôn phu của tiểu thư nếu không tiểu thư vì sao ở cách vạn dặm còn muốn quan tâm tới an nguy của ngươi, còn muốn mời đại nhân vật trong cung tới giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi chứ? Tiểu thư mặc dù không thích ngươi, nhưng vẫn quan tâm tới ngươi, ngươi lại câu kết làm bậy với cô nương khác. Thật là một đôi gian phu dâm phụ. Sương Nhi vốn muốn đem bốn chữ này nói ra, nhưng nhìn tiểu cô nương kia còn ngây thơ non nớt, lại cảm thấy không đành lòng, không thể làm gì khác đành phải lường trần trường sinh oán hận quát lên, dâm tạc. Nói xong hai chữ này, nàng làm sao còn tâm tư đi hỏi hang tình hình của Trần Trường Sinh gần đây, phất một tay áo, tức giận xoay người bước đi. Quốc giáo học viện u tĩnh không người, thảm cỏ xanh ven hồ xanh mướt tươi đẹp, nhưng Sương Nhi tiểu cô nương tâm tình buồn bực, làm gì có tâm trạng để thưởng thức cảnh này. Trở về đông ngự thần tướng phủ, nàng bắt đầu viết thư cho tiểu thư, đem chuyện hỏi thăm được. Nhất là cảnh hôm nay nhìn thấy, miêu tả tỉ mỉ, mặc dù không thêm dầu thêm mỡ, chỉ theo những gì chứng kiến tả lại nhưng trong hàng chữ lại không giấu được ý chê trách bạch hạc rời khỏi kinh đô bay về thánh nữ phong phía nam xa xôi chạng vạn tối ánh chiều tà chiếu sáng kỳ hoa dị thảo trên núi bạch hạc đáp xuống vách núi thiếu nữ giơ tay tháo xuống phong thư đọc qua một lượt trầm mặc một lúc lâu bạch hạc lại đưa tới bút lông trám vào trong mực vừa đúng lúc đẩy tới tay nàng thiếu nữ cầm bút nhìn tờ giấy tuyết trắng trầm mặc thời gian rất lâu bỗng nhiên thở dài, dùng đầu bút gãi gãi đầu, nhìn Bạch Hạc buồn rầu nói, còn thật không biết nên viết điều gì, theo như hình dung của ngươi trước đây, tiểu đạo sĩ này không phải người như vậy a à. Bạch Hạc không thể nói chuyện, tự nhiên không thể giải đáp giúp nàng, nhẹ nhàng dùng cổ cọ vào cổ tay của nàng, ý bảo nàng viết nhanh đi. Dâm tặc Trần Trường Sinh nghe được hai chữ mà Sương Nhi nói trước khi xoay người rời đi. Hắn biết nàng khẳng định đã hiểu lầm chuyện gì, nhưng hắn không thèm để ý, càng không đuổi theo ra khỏi tàn thư quán giải thích điều gì hôn ước cùng thần tướng phủ tuy còn chưa hủy bỏ nhưng sau khi thần tướng phủ làm nhiều chuyện vô sĩ như thế hắn cho rằng đối phương không có tư cách để hiểu lầm mình chứ đừng nói chi là tư cách giận dữ nhưng không biết tại sao hắn ngược lại cảm thấy tức giận lạc lạc tỉnh giấc dụi dụi đôi mắt ngửi thấy trong không khí lưu lại mùi son phấn tò mò hỏi tiên sinh vừa rồi có ai tới sao trần trường sinh nói một nha hoàng của đông ngự thần tướng phủ nghe bốn chữ đông ngự thần tướng vẻ mặt lạc lạc khẽ biến đang chuẩn bị nói điều gì bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía ngoài tàng thư quán hai tên nam tử đi tới ngoài tàng thư quán một người khoanh tay đi vào tang thư quán không mời mà vào lộ ra vẻ cực kỳ vênh váo người này mặc phục sức riêng của giáo dụ thiên đạo viện trần trường sinh chú ý tới vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn cực kỳ bất thiện hoang đường. Tên thiên đạo viện giáo dụ kia nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, tựa như nhìn nhiều sẽ làm ô uế hai mắt của hắn, khinh miệt chí cực. Hắn nhìn người bên cạnh, nghiêm nghị khiển trách, quốc giáo học viện đã hoang phế, có tư cách gì để được liệt vào thanh đằng lục viện nữa. Còn về người này, một tên phế vật ngay cả tẩy tủy còn không thể thành công, lại có tư cách gì để tham gia thanh đằng yến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.